Rồi, chào mừng cả nhà quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay lại tiếp tục đi bẫy cút đây. Hôm nay bận việc quá nên đi hơi trễ. Trời chuyển mưa quá, không biết nay bẫy như thế nào đây. Thôi bây giờ mình đi kiếm điểm đi. Có mà mình đặt bẫy mình quay cho cả nhà xem nha. Đây, bắt được một em đầu tiên nha cả nhà. Em kia chú cắt cỏ tiếng ồn quá. Đây, em mái ở ngoài còn một con cò nữa. Thôi mình dệt xích bên kia cây, mình xuống bẫy theo cây con cò có lợi không nha cả nhà. Có con cò mà nó chạy lại rồi, nó nó nhát, nó đi vòng vòng ngoài nha cả nhà. Thôi giờ mình đi tới địa điểm mới đi, có quay cho cả nhà xem nữa nha. Thank you.
Hai em nha cả nhà. Hai em dính chung một cung luôn. Quá đã. Đây em cộ. Đây em máy. Ba em rồi nha cả nhà. Ba em ơi. Thôi bây giờ mình tắt máy tới địa điểm mới có quay cho cả nhà xem nữa nha. Dính được em máy đây nha cả nhà. Trời ơi nó to à. Lúc luôn.
đây mình thấy có một con à. Bây giờ là mình gom đồ đi, mình tới địa điểm mới có quay cho cả nhà xem nha. Đây có con cồn mà nó nhát đó cả nhà ơi, nó chạy vòng ở bãi không. Thôi mình kết thúc video từ đây luôn nha, trời chuyển mưa tới rồi, giờ mình gom đồ mình rút thôi, chứ không mà chút xíu nữa là mưa tới là không có chạy kịp luôn đó. Đây thành quả hôm nay 4 em, giờ mưa quá mưa đèn trời đó. Đã chưa? Rồi, chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo luôn nha.